tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Nam Cực Tinh Huy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác năm 1924 tại Sài Gòn. Người đọc và chú thích: Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 5. Công Hãn đem binh dây cảnh thạc, Ngô Quyền sai tướng cứu Động Giang. Ngô Thứ Sử đóng binh tại Đằng Châu thì trong lòng nóng nảy chịu không được, ý muốn đi riết ra thành Đại La mà đánh bắt Kiều Công Tiện cho mau. Ngặt quân sĩ đi đường xa mỏi mệt, lại không rõ thế lực của kẻ nghịch ra thế nào, nên phải dừng binh cho tướng sĩ nghỉ ngơi và phải sai người đi thám dò tình hình quân giặc. Đến ngày 14, Ngô Thứ Sử nhóm chư tướng và cho mời Bạch Hổ với Trần Lãm đến mà nghị việc tấn binh. Trong lúc đương hội nghị, thám tử về báo rằng Kiều Công Hãn dẫn một đạo binh lên đổ Động Giang dây đánh cảnh thạc, còn Kiều Công Tiện thì cố thủ Đại La Thành, thế lực mạnh lắm. Ngô Thứ Sử nghe báo liền hỏi chư tướng coi ai có kế chi mà phá giặc được không. Lữ Đường liền đứng dậy thưa rằng: ta binh đã gần 2 vạn, tướng đã được 10 viên, người người đều quyết tử chiến mà báo thù cho Dương Tiên Công. Thế lực của ta như vậy thì có lo gì mà đánh không thắng. Tôi nghĩ Kiều Công Tiện là một đứa thất phu tàn bạo, dầu cho nó binh đông tướng giỏi cho mấy đi nữa cũng chẳng đủ cho chúng ta lo sợ. Vậy xin thượng quan kéo binh ra đánh Đại La. Tôi dám chắc hễ binh đi tới thì nghịch tặc phải bỏ thành mà chạy. Ngô Thứ Sử còn đương suy nghĩ, Phạm Bạch Hổ liền đứng dậy mà thưa rằng: tôi tuy bất tài, nhưng mà tôi nghĩ theo phép dụng binh chẳng nên khinh địch. Đã biết tướng của ta thì đông, binh của ta sẵn lòng tử chiến, song binh tướng của ta đi đường xa mệt mỏi, còn họ thì mấy tháng nay an nghỉ. Họ dùng binh khỏe mà đánh với binh mệt của ta, đó là một điều ta yếu thế hơn họ. Còn ta nghe nói Kiều Công Hãn đã dẫn quân đi đổ Động Giang mà ta không đề phòng, cứ dẫn binh đến Đại La Thành mà khiêu chiến, thoảng như Công Hãn kéo binh về rồi ngoài đánh vô trong đánh ra, ta ở giữa ắt phải thất bại. Vậy theo ý tôi nên cho một đạo binh đi đường tắt lên đổ Động Giang mà cứu đổ cảnh thạc, và nhân dịp ấy chặn đường không cho Kiều Công Hãn trở về, còn đại binh thì đi riết ra Đại La công thành, làm như vậy mới khỏi sợ thất. Ngô Thứ Sử gật đầu khen phải, rồi hỏi chư tướng coi ai muốn dẫn binh đi cứu cảnh thạc. Phạm Bạch Hổ vỗ ngực xin đi, Ngô Thứ Sử rất vui lòng nên cho liền, lại sai Lữ Đường dẫn 500 binh theo tiếp ứng. Qua ngày sau, Bạch Hổ dẫn 1.000 binh Đằng Châu và Lữ Đường dẫn 500 binh Ái Châu băng đường rừng mà lên đổ Động Giang, còn Ngô Thứ Sử với các tướng khác thì dẫn đại binh đi thẳng ra Đại La. Đây nói về Kiều Công Tiện, từ ngày giết được Dương Dương Nghệ rồi, thấy tướng sĩ ở thành Đại La thải đều quy phục, không ai dám chống cự thì thỏa lòng đắc ý, bèn đoạt ngôi Tiết Đạt Sứ rồi lo sắp đặt việc cai trị đất Giao Châu. Anh ta vẫn biết Ngô Quyền, Dương Kiết Lợi và Đỗ Cảnh Thạc có tình thân ái với Dương Nghệ, chắc sao ba tướng ấy cũng cử binh báo thù. Nhưng mà anh ta nghĩ rằng Ngô Quyền thì trấn thủ ở Nam Cương, Kiết Lợi thì treo leo nơi Bắc Giới, còn Cảnh Thạc ở gần, song binh thiểu thế cô nên không đáng lo sợ. Tuy vậy mà anh ta cũng là một tay trí lược, không phải như người đứng chờ nước tràn lên tới cẳng mới lật đật nhảy quanh. Bởi vậy cướp được ngôi quý thì liền truyền lệnh tuyển tướng mộ binh đắp lũy sửa đồn mà đề phòng cường địch. Đến cuối tháng, nghe tin Đỗ Cảnh Thạc dẹp yên loạn Thái Bình rồi, tính kéo binh về mà bắt tội, thì Công Tiện chúm chím cười mà nói rằng: con mèo sức lực bao nhiêu mà đòi chống cự với cọp. Ta biết Cảnh Thạc là người có lòng trung nghĩa, sớm muộn gì cũng phải đánh báo thù, bởi vậy nên ta đã liệu trước rồi. Ta chờ Cảnh Thạc về đây đặng lấy lời phải trái mà khuyến dụ người, nhưng người biết thời thế mà quy hàng thì thôi, còn nếu giữ lòng ngu muội cứ chống cự nhau thì ta sẽ ra tay mà trừ khử. Kiều Công Hãn nghe cha nói như vậy liền đứng dậy thưa rằng: thưa cha, đã biết Cảnh Thạc binh thiểu thế cô không đủ chi mà phải lo sợ, nhưng mà con nghĩ cha mới lên ngôi Tiết Đạt Sứ, tuy Châu Huyện đã cúi đầu quy phục, song còn e họ phục đó là vì họ sợ oai thôi, chớ họ chưa mến tình. Trong một tháng nay Châu Huyện bình an, ấy là vì không ai khởi xướng việc báo thù. Nếu cha để Cảnh Thạc về đây, con sợ người mượn danh trung nghĩa mà khuyến khích dân tình, rồi tứ hướng ứng tiếp, trong ngoài giấy lên thì khó cho mình phục được.
Vậy con xin cha cấp cho con 3.000 tinh binh, đặng con đi bắt cảnh thạc về nộp cho cha. Con nghĩ kế ấy là kế vẹn toàn, đã trừ bớt một mũi giặc mà lại làm cho dân tâm khỏi xao động. Công Tiện ngồi suy nghĩ một hồi lâu, gật đầu khen phải, rồi cấp cho Công Hãn 3.000 binh đặng đi đánh cảnh thạc. Công Hãn kiểm quân mã, cụ bị lương thảo, rồi đến ngày 6 tháng 2 mới truyền lệnh khai thành tấn binh. Đi được vài ngày, có người báo tin rằng cảnh thạc đương đồn binh tại Đỗ Động Giang. Kiều Công Hãn mới kéo binh đến trước thành khiêu chiến. Cảnh thạc đương lo mưu tính kế mà diệt trừ Công Tiện đặng trả nghĩa cho Công Nghệ. Bỗng nghe quân báo có Công Hãn dẫn binh đến khiêu chiến thì cả giận, đỏ mặt phừng gan, liền truyền lệnh khai thành xua quân ra cự địch. Hai bên hỗn chiến với nhau từ giờ thìn đến giờ ngọ. Cảnh thạc thấy tướng sĩ mỏi mệt mà không mọi thắng được, bèn giống chiên thu quân, tính nhập thành rồi sẽ liệu bày kế sách mà phá giặc. Công Hãn sợ cảnh thạc có kế chi lạ nên trá bại mà dụ mình, bởi vậy cũng giống chiên thu quân, không dám đuổi theo. Qua ngày sau, Công Hãn chờ hoài mà không thấy binh cảnh thạc ra giáp chiến, mới sai người đi vòng chung quanh thành, trước dò đường đất, sau thám coi cử động của giặc là thế nào. Đến chiều, quân về báo rằng chung quanh thành có một phía sát mé sông, còn ba phía khác thì hào hố rất nhiều, mà hết hào hố rồi thì kế là rừng bụi chứ không có đất trống, còn trong thành thì im lìm, vì mấy cửa thì có quân gác rất nghiêm ngặt, không cho ai vô hết. Công Hãn biết cảnh thạc yếu sức sợ thất nên không dám tái chiến, muốn tấn binh dây thành, ngặt gì thành trì thiệt là hiểm địa, không phải chỗ dụng binh, nên lo lắng hoài, không biết kế chi mà hạ thành cho được. Công Hãn cùng thế mới sai 10 tên quân đến trước cửa thành, kêu đổ cảnh thạc mà mắng, có ý muốn khiêu khích, đặng cho cảnh thạc giận mà xuất binh, chẳng dè khiêu luôn cho đến 6 ngày mà không tin tức chi hết. Công Hãn thấy vậy có ý khinh thị cảnh thạc, nên truyền lệnh phân binh dây thành mà công phá. Giả chung quanh thành bị hào hố nhiều, binh không tiếp với nhau được, phần thì trên thành cảnh thạc dàn binh rồi giải lấy cung nỏ mà bắn. Bởi vậy cho nên binh của Công Hãn lao nhau lố nhố rồi rút vô rừng mà núp, không dám sắp lại gần thành. Công Hãn dùng đủ trước mà trọn 6 ngày nữa công thành vẫn chưa được. Đêm nọ vừa lối canh ba, anh ta dạy binh sĩ nai nịch khí giới, kẻ núp bóng cây, người bò sát mặt đất, lén tới mặt thành rồi giống trống gian rân mà công phá. Binh của cảnh thạc thình lình nghe tiếng trống vừa mặt thành thì hồn phi phách tán, tưởng là giặc đã vào thành rồi, vừa muốn quăng khí giới mở cửa sau mà chạy. May nhờ cảnh thạc ra kịp quát nạt đốc sức ôm sờm, nên tướng sĩ mới định tâm rồi kéo nhau dàn trên mặt thành mà chống cự. Kẻ ngoài người trong đánh nhau cho tới sáng mà binh của Công Hãn vẫn chưa phá được thành. Công Hãn nổi giận, vừa tính cưỡi ngựa xông ra trước mặt mà đốc sức, bỗng nghe phía sau lưng trống giống gian trời, tiếng người la dậy đất, thì ngẩn ngơ không hiểu binh ở đâu mà đến đây. Anh ta vừa muốn giống chiên thâu binh thì liền thấy có một đạo binh xông tới, có hai viên đại tướng cưỡi ngựa đi trước, kêu lớn mà nói rằng: Kiều Công Hãn, mi chớ khá dịu võ dương quay, có Phạm Bạch Hổ và Lữ Đường đến đây, mi phải đưa tay chịu trói. Công Hãn thất kinh, không kịp liệu định thì binh của Bạch Hổ với Lữ Đường đã ào tới rồi áp vô đánh dây. Cảnh thạc ở trên thành thấy ngoài có binh tiếp ứng, tuy không hiểu là binh của ai, song cũng thừa thế mở cửa thành dẫn quân ra mà đánh. Binh của Công Hãn lưỡng diện thọ địch, chống cự không nổi, chết quá phân nửa, còn sót lại bao nhiêu thì tản lạc chạy vào rừng mà trốn. Kiều Công Hãn cũng bỏ ngựa nhảy xuống rồi chung vô rừng, vạch đường mà thoát nạn. Đỗ Cảnh Thạc gặp Bạch Thổ với Lữ Đường liền cung thân thi lễ, hỏi ra mới hay là binh của Ngô Thế Sử sai lên giải cứu thì cảm phục vô cùng. Anh ta truyền lệnh thu quân rồi tiếp hai tướng vào thành mà thương nghị. Phân tân chủ tọa, an tọa, rồi Cảnh Thạc mới nói rằng: Ngô Thứ Sử có lòng huệ cố, cho nhị vị tướng quân đến cứu tôi, ơn ấy dầu muôn năm tôi vẫn còn ghi tạc. Nay tôi chẳng biết lấy chi mà tỏ lòng cảm mến nhị vị tướng quân, vậy tôi xin nhị vị tướng quân cho tôi dọn một tiệc mọn, đặng anh em ăn uống với nhau chơi một bữa, gọi là lễ sơ kiến. Bạch Hổ và cười và nói rằng: Chúng ta đồng một lòng, thờ một chúa thì tự nhiên phải nương đỡ nhau, tôi tưởng chẳng có chi đáng cho tướng quân phải nhọc lòng ái ngại. Còn việc ăn uống tôi cũng xin tướng quân đừng có lo, bởi vì lúc này chúng ta đương nếm mật nằm gai, để ngày nào chúng ta tru diệt loài phản bạn, rồi thì chúng ta sẽ bày viên tiệc mà hỉ hạ. Cảnh thạc nghe Bạch Thổ nói mấy lời khiêm nhượng mà nhiệt thành thì kính phục hết sức. Anh ta hỏi thầm Ngô Thứ Sử bây giờ ở đâu, đã có định kế báo thù hay chưa, bởi vì tháng trước anh ta có tiếp được thơ dặn phải chiêu binh mãi mã,
rồi sau sẽ hiệp nhau mà trừ họ Kiều. Xong anh ta chờ hoài mà không nghe tin tức, nóng lòng chịu không được nên mới tính kéo binh xuống mà đánh thành Đại La. Chẳng về chưa đi mà Kiều Công Tiện đã sai con đến dây đánh. Bạch Hổ với Lữ Đường bèn tỏ sự Ngô Quyền kéo đại binh ra đánh Đại La Thành cho Cảnh Thạc nghe. Cảnh Thạc mừng hết sức, thương nghị với hai tướng rồi định cho quân an nghỉ, tới rạng ngày mai sẽ kéo xuống Đại La mà tiếp ứng. Đêm ấy Cảnh Thạc và Bạch Hổ luận biện với nhau về cách ở đời, về phép dụng binh, thì hai người tâm đầu ý hiệp nên tương đắc với nhau lắm. Qua ngày sau, Cảnh Thạc lựa binh yếu đuối để lại giữ thành, còn lối 1.500 binh hùng tráng thì hiệp với binh Lữ Đường và Bạch Thổ. Rồi ba tướng giống trống khai thành, nhắm hướng Đại La Thành mà kéo tới. Chương 6. Vô ý Nguyễn Siêu bại trận, hữu tâm Lê Đạt đền ơn. Khi Ngô Quyền sai Bạch Thổ với Lữ Đường đi rồi, liền phân binh mà kéo ra Đại La Thành. Trần Lãm dẫn thủy quân do đường sông mà làm hữu dực. Nguyễn Siêu dẫn bổn bộ binh đi trước mà khai lộ. Ngô Nhật Khánh dẫn bổn bộ binh mà đi kế, theo sau đó mà tiếp ứng. Còn Lý Khuê thì cũng cứ làm tả dực như cũ. Ngô Quyền đã dặn Nguyễn Siêu đi tiền đạo phải lấy lời trung nghĩa mà khuyến dụ nhân dân, phải cấm quân sĩ đừng cho cướp giật bạo tàn. Bởi vậy cho nên binh kéo đến đâu, dân chúng thải đều hoan nghênh tùng phục. Binh Ngô Quyền đi còn vài ngày nữa thì tới thành Đại La. Kiều Công Tiện nghe tin hết sức lo sợ, nên nhóm chư tướng mà thương nghị. Công Tiện lấy làm tiếc không có công hãn ở nhà mà cầm binh, nên tính bế thành cố thủ. Có một tướng hình cao, mặt nám, lông ngực râu rìa, nghe Công Tiện phân như vậy liền đứng dậy nói lớn lên rằng: Nhân huynh, phân như vậy thì nhục cho tướng sĩ trong thành Đại La này quá. Em tuy bất tài, song nguyện dẫn binh xuất thành chém lấy đầu Ngô Quyền đem dâng trước bệ. Người ấy nói tiếng nghe rỗng rãng. Công Tiện ngó ra thì thấy Kiều Thuận vốn là em đồng tâm với mình, nên trong lòng mừng thầm. Ngồi suy nghĩ một hồi rồi kêu Kiều Thuận vào đứng trước bệ mà nói rằng: Em có tính khẳng khái như vậy cũng đáng khen, nhưng mà em phải biết rằng Ngô Quyền là người lược thao gồm đủ, đã có trí mà lại có tài. Đã vậy mà nghe nói người lại có tướng giỏi binh đông, nhắm không phải dễ gì mà khinh địch. Ta tính bế thành cố thủ là ý ta muốn sai người qua Nam Hán mà cầu cứu với Lưu Cung. Nếu Lưu Cung sẵn lòng giúp ta thì ta mới chắc thắng được. Kiều Thuận thưa rằng: Nhân huynh tính như vậy cũng phải, nhưng mà em nghĩ trong thành binh đã hơn 1 vạn, giống tướng kể được 5-7 viên. Thế lực của ta như vậy mà đành bó tay cố thủ đợi người tiếp cứu thì hổ thẹn quá. Vậy em xin nhân huynh để cho em cầm một đạo binh ra đối địch với Ngô Quyền. Chúng ta lấy sức riêng mà chống cự với kẻ thù, chừng nào chúng ta cùng thế rồi sẽ cần Lưu Cung, nghĩ cũng chẳng muộn gì. Công Tiện gật đầu mà đáp rằng: Lời em nói đó phải lắm, song bây giờ muốn đánh với Ngô Quyền thì phải dụng mưu hoặc may mới thắng được. Vậy đêm nay lối đầu canh ba, em phải dẫn 2.000 binh ra khỏi thành rồi kéo đến cụm rừng Liêm mà núp. Tô Cầu cũng dẫn 2.000 binh ra truông Ông Hổ mà núp. Phải cấm quân đừng cho nói chuyện, và phải cho thám tử leo lên ngọn cây mà thăm chừng. Hễ binh của Ngô Quyền đi tới thì cứ để êm cho chúng nó đi. Chừng nào quân qua khỏi rồi thì đốt lửa khói mà làm hiệu lệnh, rồi hai bên xông ra mà đánh dồn tới chặn đường, đừng cho giặc thối lui được. Ta cùng các tướng khác sẽ mở cửa thành kéo binh ra mà đánh. Làm như vậy ắt sẽ bắt được giặc. Chư tướng nghe Công Tiện bày binh bố trận như vậy, thái đều kính phục, nên lật đật bái mạng lui về mà sắp đặt việc xuất binh, không dám cãi lẽ chi hết. Đêm ấy Kiều Thuận với Tô Cầu dẫn binh đi núp y lời của Công Tiện dặn. Ra ngày sau, Công Tiện nhóm bộ tướng là Lưu Định, Phan Quế Chi, Nguyễn Duy Lan mà dặn: Hễ thấy ngoài thành ban đêm có lửa, ban ngày có khói thì kéo binh ra mà đánh. Nguyễn Siêu dẫn 2.500 binh đi tiền đạo. Đã gần tới Đại La mà không thấy binh của Kiều Công Tiện ngăn cản chi hết thì trong trí khinh khi, nên đốc quân đi riết tới hoài không đề phòng. Chẳng về vừa mới qua khỏi truông Ông Hổ thì nghe sau lưng hai bên quân ó vang trời. Nguyễn Siêu biết mình đã trúng kế rồi nên dừng binh lại không dám đi tới nữa. Quân sĩ lại thấy trong rừng khói lên nghi ngút, không hiểu binh giặc nhiều ít thể nào, nên thải đều kinh khủng lao nhau lố nhố muốn lạc hàng thất thứ. Nguyễn Siêu thấy vậy liền vượt ngựa ra trước đầu quân rồi đưa gươm mà nói rằng: Quân sĩ ai nhút nhát ta chém đầu.
Đã đi đánh giặc mà còn sợ giặc cái gì? Chừng nào ta chết rồi thì các người mới bị hại, chớ ta còn đây mà các người sợ làm sao? Nguyễn Siêu vừa nói dứt lời thì thấy bên hữu Tô Cầu ở trong chuông dẫn binh xông ra. Nguyễn Siêu liền xốc ngựa tới rồi hưa gươm lên mà đối địch. Đánh chưa rồi một hiệp, sau lưng Kiều Thuận lại kéo binh tới nữa. Nguyễn Siêu thối lui tránh Tô Cầu, vừa mới nhảy ra thì thấy có một tướng xông vào đánh. Lúc đường rối loạn, Nguyễn Siêu không kịp ngó cho kỹ coi tướng ấy là ai, liền quay ngựa tháo ra ngã khác đặng đón Kiều Thuận mà đánh. Hai bên đối địch với nhau, binh ó vang trời, trống hồi dậy đất. Nguyễn Siêu sức cự không nổi với Kiều Thuận, mà lại thấy trong thành phất cờ giống trống đại binh kéo ra nữa, thì anh ta rối loạn trong lòng, nên quyết liều chết đánh khai đường mà chạy. Nguyễn Siêu nỗ lực mà chém, Kiều Thuận phải giang ra mà tránh. Nguyễn Siêu thừa dịp ấy mới quay đầu chạy, Kiều Thuận giục ngựa đuổi theo. Lúc theo gần kịp, Nguyễn Siêu lại nghe sau lưng có tiếng kêu lớn rằng: "Thằng khốn kia, mày có giỏi thì trở lại đây đánh với ta." Rồi xốc tới đâm Kiều Thuận. Kiều Thuận đỡ vẹt mũi thương rồi mắc trở lại đánh với tướng ấy, Nguyễn Siêu mới thoát khỏi được. Nguyễn Siêu một người một ngựa chạy ra khỏi dòng binh, rồi đứng suy nghĩ rằng: "Mình làm tướng mà mình bỏ quân sĩ trốn chạy một mình như vậy thì hổ quá. Thà mình chết với quân, chết sống như vậy thì còn mặt mũi nào mà ngó quan thứ sử cùng chư tướng." Nguyễn Siêu nghĩ như vậy, liền cầm gươm quất ngựa xông vào trong trận nữa. Lúc ấy đại binh Kiều Công Tiện trong thành Đại La đã kéo ra tới, nên đốc các tướng là Lưu Định, Quế Chi, Duy Lan xông vào mà tiếp chiến. Nguyễn Siêu trở lại ngó xa xa thấy Kiều Thuận vừa mới đâm chết người cứu mình khi nãy, thì nổi giận nên nỗ lực mà đánh, chạy đến đâu chém đến đó. Quân sĩ thất kinh phải vẹt đường không dám chống cự. Tô Cầu thấy Nguyễn Siêu hùng hào thái thậm thì giận quá, nên xốc tới đón đường mà đánh. Chẳng dè mũi thương qua lưỡi gươm lại mới vài hiệp thì Tô Cầu đã bị Nguyễn Siêu chém đứt đầu. Kiều Thuận, Lưu Định, Quế Chi và Duy Lan áp vô một lượt và đánh Nguyễn Siêu. Nguyễn Siêu đánh với một mình Kiều Thuận còn không thấy thắng được thay, huống chi với bốn tướng thì làm sao mà đối địch cho nổi, nên phải tháo mà chạy nữa. Bốn tướng vừa muốn đuổi theo đạn dây bắt Nguyễn Siêu thì đạo binh của Ngô Nhật Khánh đã kéo tới. Nguyễn Siêu thấy có binh ứng tiếp thì mừng rỡ vô cùng, nên trở lại mà cự chứ không chạy nữa. Ngô Nhật Khánh đốc binh xông vào mà tiếp Nguyễn Siêu, hai bên hỗn chiến với nhau. Quân sĩ kẻ đổ ruột, người đứt đầu, thay nằm lễnh nhễnh giữa chiến trường, xem rất gớm ghê. Giả binh tướng của Kiều Công Tiện đông hơn, nên đánh tới giờ ngọ thì Nguyễn Siêu với Nhật Khánh bị dây chặt, không thể nào thoát ra khỏi được. Nguyễn Siêu mệt đuối, đỡ gạt không lẻ làng nữa được, nên bị Duy Lan đâm một thương trúng nhầm tay mặt, rớt gươm, té nhào xuống ngựa. May nhờ có Nhật Khánh chạy lại tiếp cứu, chứ không thì chắc đã bị giặc bắt. Ngô Nhật Khánh già đánh và lo điều độ Nguyễn Siêu, một mình tả đục hữu sông. Quân sĩ lớp thì chết, lớp thì tản lạc hết. Lúc đường bối rối tưởng mình ắt sẽ bị bắt, bỗng nghe phía đông bắc ngó chừng thấy một đạo binh kéo tới, có hai chiến tướng cưỡi ngựa đi đầu. Nhật Khánh không biết là binh của ai, trong lòng hồi hộp nên đứng mà ngó. Kiều Công Tiện và mấy tướng của Công Tiện cũng chưng hửng nên ngừng lại mà coi. Khi hai chiến tướng ấy lại gần tới Nhật Khánh với Nguyễn Siêu xem kỹ thì Phạm Bạch Thổ với Lữ Đường. Nhật Khánh mừng quýnh liền kêu lớn rằng: "Vào tiếp chúng tôi cho mau, bới nhị vị tướng quân." Bạch Thổ hét lớn lên rằng: "Có ta đây." Rồi quất ngựa xông vào trận với Lữ Đường, đánh nam dẹp bắc, chém chết Duy Lan và đánh thối lui bọn Kiều Thuận. Rồi điều độ Nhật Khánh với Nguyễn Siêu đem ra khỏi Trùng Dây. Kiều Công Tiện ngồi trên một cái nõng cao mà đốc quân, xem thấy đạo binh của Bạch Thổ và Lữ Đường có chừng vài ngàn quân, còn binh của mình kể hơn một vạn, nên không có chút chi lo sợ, trong bụng nói thầm rằng: "Hai đạo binh trước đã nát rồi, đạo binh này đem mình mà nạp nữa." Đến chừng ngó thấy Duy Lan vong mạng, Bạch Thổ với Lữ Đường cứu Nhật Khánh với Nguyễn Siêu đem ra khỏi vòng dây, rồi đốc quân xông vào hỗn chiến. Hai tướng đến đầu, quân ngã lăn, tướng thối lùi đến đó, thì Công Tiện lo sợ nên giống chiên thu quân. Nhật Khánh thấy Công Tiện binh đông tướng nhiều, sợ Bạch Thổ với Lữ Đường thọ hại như mình nữa, nên giống chiên thâu quân, tính đợi Ngô Thứ Sử đến rồi sẽ liệu kế báo thù. Khi Bạch Thổ với Lữ Đường trở lại dòng binh mình thì Đỗ Cảnh Thạc cũng vừa đến nữa. Lữ trách Ngô Nhật Khánh rằng: "Hai anh em tôi đương hỗn chiến, vì cớ nào mà ông lại giống chiên mà thu quân về? Ông tệ quá, phải ông để hai anh em tôi đánh riết, rồi binh của Đỗ tướng quân tới sẽ tiếp mà đánh luôn, thì chắc là bắt được Kiều Công Tiện rồi." Nhật Khánh nói rằng: "Tướng quân nói nghe coi dễ quá, binh của chúng nó kể hơn một vạn, binh của tôi và Nguyễn Thiên Phương đã nát hết,
Còn binh của tướng quân có vài ngàn mà sao thắng được? Bạch Hổ với Cảnh Thạc nghe Nhật Khánh nói như vậy thì khen phải, rồi tính với nhau. Nhất Diện định truyền lệnh đồn binh hạ trại. Nhất Diện sai người trở lại đón mà báo tin cho Ngô Thứ Sử hay. Các tướng thấy Nguyễn Siêu bị thương thì lo kiếm thuốc điều trị, rồi mới biểu Nguyễn Siêu thuật rõ sự mình bị trúng kế lại cho các tướng nghe. Lữ Đường cũng thuật cho Nhật Khánh với Nguyễn Siêu hiểu việc mình đánh đuổi Kiều Công Hãn, cứu được Đỗ Cảnh Thạc, rồi dắt nhau xuống Đại La tính hiệp binh với Ngô Thứ Sử. Chẳng về đến đây Ngô Thứ Sử chưa tới mà lại gặp giặc đương dây hai tướng, nên lật đật xông vào mà cứu. Các tướng lo tôm góp tàn quân thì binh của Nhật Khánh còn được 1.500, còn binh của Nguyễn Siêu còn không đầy 500 người. Nguyễn Siêu nhớ lại hồi sớm mơi có một tướng tiếp mình mà đánh Tô Cầu, chừng mình bị Kiều Thuận rượt nà, tướng ấy sốc tới đánh với Kiều Thuận đặng cho mình thoát nạn. Chừng mình trở vào trận lại còn thấy tướng ấy đánh với Kiều Thuận nữa, một mình tả đột hủ xong mà không chịu đầu hàng, cứ đánh hoài cho đến đổi bị Kiều Thuận đâm chết. Nguyễn Siêu không rõ người ấy là ai, kêu quân sĩ mà hỏi thăm mới hay người ấy là Lê Đạt. Tháng trước mình đi mộ binh trong Quan Châu, thấy anh ta vô tội mà bị đày nên ra tay giải cứu, rồi cho làm đội trưởng trong đạo binh của mình. Nguyễn Siêu nhớ tới Lê Đạt thì cảm xúc vô cùng, vì ngày trước mình vì sự bất công bất chánh mà nổi giận nên giải cứu người mà thôi, chứ không phải làm ơn, mà ngày nay người ấy tận tâm mà báo đáp, đến đổi phải vong thân tán mạng. Nguyễn Siêu nghĩ chừng nào càng thương tiếc Lê Đạt chừng ấy, mà chư tướng ai nghe rõ sự tích như vậy cũng đều mũi lòng. Người thuộc chuyện này viết đến đây cũng động tâm cam nghĩa, nên phải tả một bài thi. Vì nghĩa xưa nay chết thiếu gì, cảm thương Lê Đạt sử quên ghi. Nặng ơn giải cứu hồi tai nạn, liều thác đền bồi lúc hiểm nguy. Vợ trẻ ôm mền buồn bạc phận, mẹ già giữa cửa khóc cô nhi. Làm trai muốn vẹn niềm ngay thảo, vì nghĩa xưa nay chết thiếu gì. Chương 7. Toàn cướp trại kiều binh thọ hại, xem xa trường thứ sử thương tâm. Ngô Quyền dẫn đại binh với tả hữu lưỡng dực lúc thúc đi sau. Chiều bữa ấy được tin báo rằng Nguyễn Siêu đi gần tới Đại La, không về Kiều Công Tiện phục binh trước nên phải bại trận. Quân 10 phần còn có 2 phần mà Nguyễn Siêu lại bị thương nữa. Ngô Nhật Khánh đem binh tới tiếp cứu, quả bất năng địch chúng nên cũng bại trận. May nhờ có Bạch Thổ với Lữ Đường cứu Cảnh Thạc, rồi dắt nhau xuống Đại La tính ứng tiếp Ngô Thứ Sử. Tới đó gặp hai tướng đương nguy khốn, bèn nỗ lực ra quay đánh binh giặc thối vào thành, nên cứu hai tướng mới khỏi nạn. Ngô Thứ Sử nghe báo cả kinh, liền truyền lệnh cho chư tướng phải đi riết, vì sợ trì quẩn thì tiền đạo ắt sẽ bị hại nữa. Trời đã chạm vạng tối mà đại binh cũng chưa đến. Đỗ Cảnh Thạc có ý lo sợ, bèn mời chư tướng nhóm lại rồi nói rằng: binh của Ngô Thứ Sử chưa tới, binh của chúng ta còn lại đây không đầy 5.000, mà lớp thì đi đường mới đến, lớp thì bị chiến đấu cả ngày nên mệt mỏi hết thảy. Kiều Công Tiện mới thắng ta được một trận, binh tướng đều hiu hiu tự đắc, chắc sau đêm nay chúng nó cũng kéo tới mà cướp trại ta. Vậy xin chư vị tướng quân phải liệu kế đề phòng, nếu lơ đễnh sợ chẳng khỏi hại lớn. Phạm Bạch Hổ cùng các tướng đều khen phải, liền bàn tính với nhau rồi nhất định chia quân ra. Bạch Hổ dẫn một đạo binh đi núp trước trại phía bên tả, Lữ Đường dẫn một đạo binh đi núp trước trại phía bên hữu, còn Cảnh Thạc với Nhật Khánh mỗi người dẫn một đạo binh mà đi núp phía sau trại. Nguyễn Siêu đi theo dòng binh của Nhật Khánh, còn trại thì đốt đèn sáng trưng, xong bỏ không, chỉ có vài tên quân ở đó đánh trống canh cầm chừng mà thôi. Các tướng phân binh mai phục xong rồi, tới đầu canh ba, bóng thỏ bạc rạng ngời mặt đất, ngọn gió vàng hiu hắt đầu nhành. Từ trong rừng ra cho tới ngoài ruộng thải đều lặng lẽ, chỉ có tiếng vạc bay đi kiếm ăn nên kêu quạt quạt trên trời, với tiếng quân xa trường bị bệnh nên than rỉ rả trong cỏ mà thôi. Thình lình Kiều Thuận với Lưu Định mỗi người dẫn một đạo binh chừng 1.000 người mở cửa thành kéo ra, không giống trống, không phất cờ, nhẹ bước lặng thinh kéo tới trại của Ngô Binh mà xông vào cướp phá. Lưu Định đi trước, Kiều Thuận theo sau. Sấn tới cửa trại thấy đèn đuốc huy hoàng mà không có binh tướng chi hết, biết đã trúng kế nên lật đật thối lui. Hai tướng vừa mới quay ngựa thì nghe tứ bề trống giống vang tai, trước mặt thì Bạch Hổ với Lữ Đường hai bên kéo binh xông ra mà cản lộ,
sau lưng thì Cảnh Thạc với Nhật Khánh, hai bên cũng kéo binh ào tới mà công kích. Kiều Thuận với Lưu Định cả kinh nên liều chết đánh dẹp đường mà chạy. Lưu Định gặp Bạch Thổ đánh mới vài hiệp bị Bạch Thổ bắt được, còn Kiều Thuận gặp Lữ Đường, hai tướng giao phương với nhau đã hơn 10 hiệp mà chưa phân thắng bại. Bạch Thổ bắt Lưu Định giao cho quân giữ rồi xông ra tiếp chiến với Lữ Đường. Kiều Thuận thấy Bạch Thổ sốc tới liệu khó mà cự với hai tướng cho nổi nên quất ngựa chạy dài. Hai tướng đuổi riết theo, Kiều Thuận túng thế mới bỏ ngựa chạy vào rừng mà trốn mất. Cảnh Thạc với Nhật Khánh kéo binh tới, rồi bốn đạo binh hiệp lại đánh binh của họ Kiều, lớp thì chết, lớp thì hàng đầu hết. Bốn tướng rượt gần tới cửa thành, trời đã bình minh mới thu quân trở về trại. Kiều Công Tiện hay hai đạo binh đi cướp trại bị ngụy kế, Lưu Định đã bị bắt, còn binh thì tiêu điều hết, đương ngồi ta thán. Bỗng thấy Kiều Thuận trở về, bước tới trước bệ mà chịu tội. Công Tiện bước xuống đỡ dậy mà nói rằng: "Lỗi này tại ta chứ không phải tại ngươi. Ta sai ngươi với Lưu Định đi cướp trại mà ta không đề phòng để cho Lưu Định bị bắt, còn ngươi cũng gần thọ hại. Ta nghĩ lại ta ăn năn vô cùng. Thôi, ngươi hãy về dinh mà ăn nghỉ đi, để rồi ta sẽ liệu kế mà phá giặc." Công Tiện nói vừa dứt lời lại thấy Kiều Công Hãn ở ngoài bước vào, mặt mày nhăn nhó, quần áo tả tơi, biết việc đi dẹp Cảnh Thạc chắc là chẳng thành nên đùng hỏi rằng: "Còn tai họa gì nữa đó hay sao?" Công Hãn quỳ xuống mà tỏ hết đầu đuôi sự dây đổ Cảnh Thạc phá thành gần được, chẳng may có hai tướng ở đâu không biết kéo binh tới giải cứu, một mình chống cự không nổi phải bỏ quân sĩ đạp đường rừng trốn mà trở về Đại La. Công Tiện nghe nói nổi giận, vỗ bàn đập ghế mà la rầy rằng: "Mi là đồ vô dụng, ta cho mi học tập nghề văn nghiệp võ thổ này, tướng là mi giàu không hơn đi nữa thì cũng bằng người ta. Té ra sai mi đi đánh Cảnh Thạc là một việc dễ hết sức mà mi để cho thất bại, thế thì còn dùng mi về chỗ nào được?" Công Tiện dạy võ sĩ dắt Công Hãn ra trước cửa thành mà chém, đặng làm quay với chư tướng. Chư tướng thấy Công Tiện nghiêm quân lệnh quá như vậy, ai cũng kinh tâm, xong gượng gạo áp vô quỳ mà xin tội dùm cho Công Hãn, nói rằng trong việc dụng binh nếu có thắng thì tự nhiên phải có bại, nay gặp giặc đã tới ngoài thành mà ở trong mình lại chém tướng, thế thì còn ai mà chống cự với giặc. Công Tiện ngồi suy nghĩ một hồi rồi dạy dắt Công Hãn trở vô mà nói rằng: "Vì có lời chư tướng can gián nên ta tha tội cho mi, xong nếu từ rày về sau mi còn lôi thôi, không tận tâm mà điều đình quân vụ thì ta sẽ chém đầu chẳng tha nữa." Công Hãn cúi lại cha rồi lui ra. Công Tiện dạy chư tướng phải hết lòng lo phòng bị, hăm rằng nếu ai giải đãi thì sẽ chém mà răng kẻ khác. Trưa bữa ấy đại binh của Ngô Quyền đã kéo tới, bọn Cảnh Thạc, Bạch Thổ, Lữ Đường, Nguyễn Siêu và Nhật Khánh tề tụ trước trại mà nghênh tiếp. Ngô Quyền bổn bộ chư tướng bước tới chào mừng. Cảnh Thạc ngợi khen Bạch Thổ với Lữ Đường đã có công giải cứu Đỗ Động Giang mà lại còn có tài đánh thối binh Kiều Công Tiện. Rồi dây qua ngó thấy Nhật Khánh với Nguyễn Siêu đứng gục mặt xuống đất không dám ngó ngay, bộ coi hổ thẹn về sự thất bại lắm, thì động lòng bèn bước lại gần mà an ủi rằng: "Nguyễn tướng quân bị thương nặng hay là nhẹ, hai tướng còn sống mà thấy mặt nhau đây thiệt lấy làm may. Chứ ta nghe nói hai tướng trúng kế như vậy thì ta sợ một tên quân cũng không thoát khỏi được. Thôi, Nguyễn tướng quân phải lo thuốc men đặng cho thương tích mau lành, còn Ngô tướng quân chớ khá buồn lòng. Trận này rủi thất thì còn trận khác, không can chi mà ngại." Nhật Khánh với Nguyễn Siêu xá quan thứ sử mà tạ ơn. Chư tướng ai nghe mấy lời nhân huệ như vậy cũng đều cảm xúc trong lòng. Nhân dịp ấy, Đỗ Cảnh Thạc liền thuật chuyện Kiều Thuận với Lưu Định hồi hôm lén dẫn quân cướp trại cho Ngô thứ sử nghe, rồi dạy dắt Lưu Định đem ra cho người phân xử. Ngô thứ sử mừng rỡ hết sức, ngó chư tướng mà nói rằng: "Các ngài giỏi quá, đã thất rồi mà còn làm cho thắng được, mình thế yếu mà làm ra cho mạnh, dũng binh như vậy thì còn ai hơn được. Ta được các ngài giúp thì có lo chi sự báo thù không xong." Ngô thứ sử ngó thấy quân dắt Lưu Định đem ra thì đổi vui làm giận mà hỏi rằng: "Mi giúp kẻ quấy mà làm quấy, tội mi đáng giết rồi cắt đầu bêu lên đặng răng muôn chúng, mi có biết chăng?" Lưu Định ngước mặt vinh râu mà ngó Ngô thứ sử lùm lùm, coi chẳng có chút gì sợ sệt hết. Ngô thứ sử liếc thấy như vậy mới bước lại gần mà tiếp nói rằng: "Đến nước này mà mi cũng chưa còn biết ăn năn nữa sao? Dương Tiên Công ngày trước có công đánh đuổi Lý Tấn với Lý Khắc Chánh về Tàu mà cứu dân,
trong xứ khỏi tay Ương Đồ Thán, ấy chẳng phải là đại ân nhân của dân của nước hay sao? Kiều Công Tiện là đứa tham danh mê lợi, không niệm suy ơn trước nghĩa sau, ăn cơm của người rồi trở lại phản người. Hết thảy dân chúng, ai nghe Công Tiện giết Dương Tiên Công mà đoạt quyền thì cũng đều ngậm hờn ôm oán. Mi là người An Nam, ví dầu mi không có chịu ơn riêng của Dương Tiên Công đi nữa thì cha mẹ bà con mi cũng nhờ có Dương Tiên Công nên mấy năm nay mới được an cư lạc nghiệp, mới khỏi bị người Tàu họ Mã nhục hiếp đáp. Vậy thì mi thấy Kiều Công Tiện sanh tâm bất chánh, mi phải hiệp với công chúng mà diệt tru mới phải nghĩa. Chớ sao mi lại xu phụ theo đứa bất lương mà chống cự với kẻ hảo tâm? Nếu ngày nay là ngày mi gần chết mà mi không biết ăn năn thì thiệt rõ ràng mi là đứa thất phu chứ không phải là người nghĩa sĩ. Lưu Định nghe Ngô Thiết Sử nói thì lần lần sụ mặt gục xuống đất chứ không dám ngó nữa, rồi hai hàng nước mắt chảy rưng rưng. Ngô Thiết Sử liếc thấy bèn nói tiếp rằng: Nếu mi ăn năn cải tà quy chánh, bỏ kẻ phản loạn theo mà giúp ta thì ta tha tội cho mi. Còn nếu mi nịch thói gian tà, không biết nghe lời trung nghĩa thì ta sẽ dạy phân thay mi, đặng bớt một đứa bất chánh. Lưu Định bước tới mà đáp rằng: Thưa ngài, chẳng phải tôi sợ chết, đứng trượng phu nếu chết vì nghĩa thì có sợ gì. Nhưng vì ngài nói nãy giờ cũng như ngài vén ngút mây cho tôi xem thấy trời xanh, bởi vậy cho nên tôi cảm tình ngài, chẳng biết lấy chi mà tỏ ra cho rõ được. Thưa ngài, thiệt tôi cũng muốn cải tà quy chánh, ngặt vì tôi đã thờ lầm Kiều Công Tiện rồi, bây giờ không lẽ tôi phản nó mà theo ngài được. Vậy tôi xin ngài giết giùm tôi, đặng bảo toàn danh tiết cho tôi, chứ ngài để tôi còn sống. Nếu tôi theo ngài thì tôi mang tiếng phản thần, còn nếu tôi theo Công Tiện thì tôi lại mang danh bất nghĩa. Xin ngài xét lại rồi làm ơn giùm cho tôi. Ngô Thứ Sử nghe nói như vậy liền dạy quân mở trói cho Lưu Định, rồi nói rằng: Tướng quân như vậy mới đáng mặt trượng phu. Tướng quân đã ăn năn rồi, nếu ta còn giết tướng quân thì ta mang tiếng bất nghĩa. Vậy ta tha tội cho tướng quân. Tướng quân muốn theo giúp cho ta hay trở về Đại La, tự ý, ta không ép uổng mà cũng không ngăn cản. Lưu Định đáp rằng: Ngài lấy lòng quân tử mà đãi tôi thì tôi cũng nguyện lấy lòng trượng phu mà đáp với ngài. Thưa ngài, những lời vàng ngọc ngài nói với tôi nãy giờ đó, tôi tạc dạ ghi xương mà nhớ hoài. Có lẽ ngày sau tôi sẽ có dịp đền ơn đáp nghĩa. Lưu Định nói dứt lời rồi xá Ngô Thứ Sử mà đi. Chư tướng đứng ngó nhau chân hững. Phạm Bạch Hổ thưa rằng: Đã bắt được Bảnh Hổ rồi mà ngài lại thả đi. Tôi sợ ngài làm như vậy rồi ngày sau chúng ta ăn năn lắm đó ngài. Ngô Thứ Sử cười mà đáp rằng: Người đã ăn năn rồi thì nếu ta hẹp lượng đem chém đi thì ắt chẳng khỏi lời dị nghị. Lưu Định là đứng anh hùng, không có lòng phản ta đâu mà tướng quân phải sợ. Ngô Thứ Sử truyền lệnh đồn binh hạ trại, dặn Trần Lãm phải lo đề phòng đường sông, còn chư tướng thì dạy dẫn quân đi đóng. Kẻ tiền người hậu, kẻ tả người hữu, đại binh ở giữa, mỗi đạo binh đều phải lo canh gác cho nghiêm nhặt. Đến chiều mấy đạo binh đều an dinh hạ trại xong rồi hết. Ngô Thứ Sử cho đội Đỗ Cảnh Thạc đến trại của mình, rồi mang cung đai kiếm mỗi người cởi một con ngựa mà đi xem địa thế. Mặt trời gần lặn, tà tà ngã bóng về tây. Trên mấy triền núi cây cội rước yến sáng, nên chỗ đỏ lờm như lửa cháy, còn chỗ thì mù mịt như khói bay. Chim thấy trời gần tối rồi nên đoàn ba lũ bảy ở ngoài trảng bay về rừng. Con thì kêu treo chét dưới mây xanh, con thì luyện vẫn nhơ trên nhành thấm. Ngô Thứ Sử với Đỗ Cảnh Thạc thủng thẳng nhắm đường về thành Đại La mà đi. Ngựa chống gió lần theo mé rừng thông thả bước, người gò cương trong chừng trước mặt nhíu nhăn mày. Bên tai nghe suối khóc dế than, quanh mình thấy gió đàn cây múa. Hai người cứ ngó tới mà đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối nên không nói chuyện chi hết. Đi được một khúc xa xa, mặt trời chen đầu non chồi lên hụp xuống, cỏ cây hiu hắt, đường xá im lìm. Ngó về mấy trại thì quân nhúm lửa nấu cơm, khói bay lộn với mây xanh. Còn trông ra Đại La thì thành đồ sổ xa xa dạng lờ mờ bên dòng bích. Ra tới mé rừng là chỗ Nguyễn Siêu trúng kế bữa trước, mà cũng là chỗ Lưu Định bị bắt hồi hôm,
Ngô Thứ Sử mới gò cương ngựa đứng lại mà xem chiến địa. Trong rừng cao, ngoài đồng ruộng u sầu cảnh tượng, âm khí nặng nề. Mấy đám dâu còi tan tác, cây gãy nhành, cây đổ lá. Dường như ai cầm dao chặt đốn đặng hạ sắp nông phu. Và khoảnh ruộng lúa tả tơi, bụi ngã tới, bụi ngã lui. Dường như ai thả trâu đi càng, không biết yêu hột thóc. Từ trên bờ dâu xuống tới ruộng lúa, thấy quân sĩ còn nằm lễnh khểnh. Người thì gãy tay té nằm bên mé bờ, nhắm mắt an một giấc ngàn thu. Kẻ thì đổ ruột vịnh đứng giữa gốc cây, nhăn răng giận trăm năm một phút. Xa xa thấy dạ người thẫn thơ trên bờ cỏ, ấy là chúng cha già tìm con, coi thay giật lại chỗ nào. Văn vẫn nghe tiếng khóc rỉ rả dưới gốc cây, ấy là vợ yếu tiếc chồng vì nguồn ái ân khó lấp. Dưới chân rải rác gươm đao bỏ cùng trên mặt đất, cái lấm bùn cái giấy máu nằm ngang dọc giữa bên thay. Trên đầu sập sập dều quạ quẩn theo người kiếm ăn, con đáp xuống, con cất lên, bay vẫn dơ gần trước mặt. Ngô Thứ Sử thấy cảnh chiến trường buồn thảm như vậy thì trong lòng đau đớn vô cùng. Bởi vậy cho nên giọt lụy tuôn rơi, rồi ngó ngay ra thành Đại La, dơ roi lên chỉ mà nói rằng: Bớ Kiều Công Tiện, vì mi mà khiến cho ruộng vườn tan nát, khiến cho một nồi một giống phải đâm chém nhau, đến đổi thay nằm đầy đồng, máu chảy thành dũng như vậy, mi có biết chăng? Ta nguyện sẽ giết mi mà tả u hồn quân sĩ chết quan nơi chiến địa này. Ngô Thứ Sử muốn đi thẳng tới trước thành Đại La, dò coi thế lực của giặc thế nào. Cảnh Thạc cản không cho đi, vì sợ rủi gặp binh nghịch đi tuần thì khó mà tránh cho khỏi được. Hai người mới dắt nhau trở về trại. Ngô Quyền trong đèn ngồi mà vận trù kế sách, tính coi phải làm thế nào mà hạ thành đặng bắt Kiều Công Tiện cho mau. Phạm Bạch Hổ dẫn quân đi tuần, ngang qua trại Ngô Thứ Sử, thấy trong trướng còn trong đèn, ghé lại hỏi thăm thì quân canh cửa nói rằng quan Thứ Sử còn thức. Bạch Hổ mới xin vào mà nói chuyện. Ngô Thứ Sử ra tiếp Bạch Hổ vào trại rồi hỏi rằng: Tướng quân nửa đêm đến trại ta, chẳng hay tướng quân có việc gì muốn tỏ với ta chăng? Bạch Hổ thưa rằng: Thưa thượng quan, tôi vào đây có ý muốn hỏi coi thượng quan đã liệu việc giao chiến hay chưa. Cho bên ta đây người người còn đương hăng hái, nếu trì quản thì sợ e quân tâm giải đãi, rồi khó mà thủ thắng được. Ngô Thứ Sử gật đầu rồi đáp rằng: Tướng quân liệu như vậy là phải lắm, ta đương tính việc giao chiến đây. Chẳng hay tướng quân có biết trước chi hạ thành mà ít hao binh tổn tướng hay không? Phàm đánh giặc thì phải chết, chứ làm sao mà khỏi hao binh tổn tướng cho được. Vì một thằng thất phu Công Tiện mà phải chết đến ngàn muôn người, thiệt ta lấy làm đau lòng quá. Thượng quan là người có nhân nên không muốn tàn hại sanh linh, cái lòng nhân của thượng quan đó thiệt tôi kính phục lắm. Song tôi xin thượng quan đừng có thổ lộ cho chư tướng biết, bởi vì nếu họ biết rồi, họ sẽ giải đãi không tận tâm tận lực nữa. Tướng quân nói như vậy thì tướng quân chưa rõ ý ta. Ta thấy quân sĩ vì báo thù giùm cho nhạc phụ ta mà phải vong thân nơi chiến địa, nên ta đau lòng đó mà thôi, chứ nào phải đem binh đến đây rồi ta ngã lòng thối chí hay sao? Ta tính mai ta viết thơ rồi sai người đem vào thành mà bắt tội Kiều Công Tiện. Nếu nó biết lỗi bó tay chịu tội thì quân sĩ khỏi nhọc sức, chừng nào nó quyết chống cự không chịu hàng đầu thì ta sẽ phát binh vây thành mà công kích. Bạch Hổ nghe nói lấy làm cảm phục, nên cứu quan Thứ Sử mà về trại, trong lòng khen thầm hoài. Hết tập 2. Còn tiếp.